Ê mày, trước khi lên Sài Gòn thì Sài Gòn đối với mày hình dung như thế nào? Trước khi lên Sài Gòn mình chỉ biết Sài Gòn là các quận trung tâm thôi, thì mình nghĩ là Sài Gòn rất nhỏ. Nhưng mà lên rồi mình mới biết là, và dạo những năm gần đây nữa thì mình thấy Sài Gòn rất là rộng. Và vì những vùng trước đây không phát triển của Sài Gòn thì bây giờ có tốc độ phát triển rất là nhanh. Và mình cũng chưa từng có cơ hội được đi khắp các quận huyện Sài Gòn nữa. Đúng là mình chưa có dịp đi hết tất cả các quận huyện của Sài Gòn. Và nếu như có cơ hội thì mình cũng muốn khám phá các quận huyện còn lại. Sao không đi? Thời gian trên này quá nhiều luôn, sao không đi? Vì bản thân mình cũng chưa có dịp và cũng chưa có một kế hoạch để thăm thú Sài Gòn ngoài những quận huyện mà mình đã biết rồi. Thì mình mong rằng trong tương lai mình sẽ có dịp đi khám phá các quận huyện còn lại của Sài Gòn. Có thể là thời điểm thôi.